gì. Ơn giới thiệu món bún mọc móng này. Bún mọc móng ở đây nó có thêm miếng tiết mọc nhá, móng đây chặt nhỏ, bún móng nhặt nhỏ chứ không dày quá nhỉ, được hai miếng tiết măng cho nước rau sống giải bán nhiều bò đi. Đấy, thử xem nhé, ngon không? Ngon lắm. Rất ngon. Quay lại. Ai vừa gọi tao nhỉ?
Nghỉ tiền nào chị ơi, yeah.